chơi đẹp nè, anh có lẩu dê nè, anh có steak nè, anh có cơm, anh có hải sản nè, mỗi nhà hàng ăn một năm miễn phí là 4 năm. Trời ơi, em chỉ cần dắt anh qua nhà Tùng, anh hung Tùng cái thôi. Sao có chơi không? Trời trời, nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi đi. Bỏ cái chân xuống. Không, cái bài này là bài bài ngốc dạ, dạ, dạ. Làm gì biết. Ngồi yên, không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Bạn này là làm hát không hay. Vậy à, em nghĩ bạn ấy hát hay đấy. Cả không? Cả. Gây đổ nè. Em muốn cái gì? Em có thể qua nhà cơm quê 10 khó ăn 1 năm miễn phí. Chơi luôn. Nếu anh thua, em qua nhà hàng anh, bất kỳ nhà hàng nào ăn 1 năm miễn phí. Còn nếu anh thắng cho anh gặp chân Tùng thôi. Đó. Được không? Em có bất cái gì đâu. Dễ em, mà, tại vì anh muốn gặp lúc nào mà chả được. Em có bất cái gì đâu. Tại vì anh là một nghệ sĩ lớn thì cái chuyện mà các bạn nghệ sĩ trẻ tuổi hơn thì các bạn sẽ luôn đồng ý không, gặp anh hỏi thôi lại. Chứ không phải là do em. Rồi rồi, chơi không? Thì không thể đồng ý thì anh muốn gặp cũng gặp sao có gặp chơi chứ. Không? Trời. Trời. Nha nha. Em là phải dắt anh đi gặp nha chứ anh không biết nha. Không, em không dắt đi gặp. Nhưng ủa mà vậy sao chơi? Đây là điều kiện đây cá là cái điều kiện mà Giang đặt ra. Không, điều kiện khác đi. Vì anh chơi đẹp nè, anh có lẩu dê nè, anh có steak nè, anh có cơm, anh có hải sản nè. Mỗi nhà hàng ăn 1 năm miễn phí là 4 năm. Trời ơi. Em chỉ cần dắt anh qua nhà Tùng, anh hung Tùng cái thôi. Không, anh thích Tùng. Không, không chơi kèo này. Bây giờ có ống kính nè. Tùng ơi, anh muốn hung em một cái cũng khó quá. Ê Giang, thí dụ tôi được không? Hung cái hả? Tôi đổi. Nếu như mà cho em ăn 1 năm xong rồi em sẽ dắt anh sang là gặp anh Tấn Bèo ngay lập tức luôn. Bớm ơi bớm, bớm, càng nói càng sai em ơi. Đúng rồi. Anh Bèo anh gặp hoài, ngày nào cũng. Nè, đổ kèo cho tôi với anh Bèo đi. Tôi với anh Bèo qua nhà hàng ăn năm thôi chứ ăn 10 năm gì dữ vậy. Ăn gì kỳ, ta nấu mà ăn trên đầu trên cổ người ta. Đất ăn năm miễn phí thôi rồi tôi dẫn qua hôn chị Lê Giang. Rồi thôi được rồi, coi như là cái gậy độ này không thành công nha. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là. Em đoán là diễn viên bởi vì anh diễn hơi bị lố. Ý em nói diễn viên của anh là lố lắm hả? Chúng ta không thuộc về nhau. Nghe tình khôi phai. Ê, số phận. Thưa quan viên hai họ, một người chị thân thương từ lúc 4 năm tuổi đã dắt đi theo để múa rồi. Nếu không có những cái ngày xưa ấy thì làm sao có ca sĩ Tóc Tiên bây giờ. Vậy mà đành lãng quên chị. Đến khi chị nói ra quá trời vẫn không nhớ. Đến một hồi hỏi ui cái gì nè chị Trang ơi, cái gì nè. Mà tôi nói Quỳnh Giang, Quỳnh Giang. Không, khá, không phải. Từ chối chị. Không phải. Nhưng chưa chắc bây giờ chị lột ra mà chị là Quỳnh Hương hay là Quỳnh Hoa gì đó là đi xuống lầu úp mặt vô tường nha. Nếu mà chị che chở cho em và Thu Trang từ lúc 5 tuổi là không bao giờ mà em không nhận ra chị hết trơn. Đúng rồi. Chỉ có những người vô tâm mới như thế thôi. Chào chị đi kìa. Chào chị. Sự thông cảm của chị. Còn em và Thu Trang thì không bao giờ. Chị nghĩ là từ đầu đã biết rồi. Tại vì sao? Những ngày vừa rồi báo chụp hình Tôm rất nhiều. Hồi nãy á, mà nếu như đây mà nói một người khác là anh nói Tôm. Không, không sao. Nói cái câu chuyện là như thế nào. Thôi, 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 đừng có làm anh, ngộ anh Giang thôi. Chính anh Giang còn quay ra còn nói không phải Hoàng Tôn đâu. Chính anh là người nói bây giờ anh lật lọng không? Anh muốn cho thay đổi, thay đổi ý kiến. Không bao giờ mà Quỳnh thể hiện nho như vậy nếu như mà không có một lớp mặt nạ như vậy đâu à. Tại sao? Ý em nói là những người nho thì tụi anh là đang đeo mặt nạ đó hả? Cái đó là, không, cái đó là mặt thật của anh rồi. Sao Giang nói như một cái điều nó bị tế nhị quá vậy Giang? Người ta đang chửi xéo mình đâu Giang. Đâu, ta chửi thẳng mà chửi xéo đâu Giang. Để em hỏi với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp. Để em hỏi. Ủa ai nói em nghiệp dư bây giờ? Đúng rồi. Sao tự nhột vậy? Trời, trời ơi trời. Nhưng Quỳnh cũng chuyên nghiệp mà. Thì chính vì chuyên nghiệp cho nên mới hỏi. Ừ, hai người chuyên nghiệp hỏi nhau đi. Đây nè, từ từ, ngưng. Thì mấy người nói tụi tôi không chuyên nghiệp. Nghệ sĩ, diễn viên, danh hài,
chuyên nghiệp, còn em là ca sĩ chuyên nghiệp. Ok, em nói mình nay em có hai người này không ra gì hết. Sao anh lại muốn em mà mình đeo tay người nghĩa ơi. Đây đi anh. Làm gì biết. Ngồi yên, không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Khi mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì âm lượng rất là to. Trời ơi, to thì hát to nó to. Anh để em nói. Chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương mà nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Em sợ anh Trường Giang. Sao sợ Trường Giang? Em sợ anh Trường Giang chặt lắm, tại mấy cái show khác á. Ủa anh Trấn Thành cũng chặt lắm mà. Nhưng mà em chưa bị chặt anh Trấn Thành, nhưng mà là em thích chị Ốc, em thích chị Trang hay là hai người nữ luôn vậy. Em ơi, em bỏ tiền giải xuất chương trình này hả? Đấy là nguyện vọng. Cái nguyện vọng đó không bao giờ được đáp ứng nha. Rồi. Bây giờ thương chọn nào thì thương chọn ai thì em là đội còn lại. Mẹ một con, bên em là mẹ ba con. Ba con hả? Ừ. Thôi vậy qua một con. Về một con đội Trấn Thành. Vậy là Miu Lê em sẽ về đội của Trường Giang nha. Hả? Ai biết không được, không chịu chọn chi. Thôi đã chưa chọn. Em chọn đi. Thôi muộn rồi em à. Muộn rồi. Để về cho đổi. Nhiều vô chi người ta về đội một đứa kìa. Ủa như vậy là sao? Em qua kia ông chặt em sợ lắm. Hả? Qua kia đi. Về em. Luôn. Bài này bạn vừa hát bài của Hương Tràm. Bài gì vậy? Làm sao cho con tim bớt lạnh lùng. Anh lạnh giá. Bài đó. Chữ gì hả? Chữ gì? Lùng. 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 Trời ơi, em có chữ luôn. Lùng. Chữ luôn mà bị phô thì lùng á. Em nghĩ nó giỡn. Không có lý do gì để thuyết phục chúng ta rằng bài vừa rồi là của Hương Tràm. Chúng ta chỉ thấy như thế này. Em đang nhép nhép miệng theo kìa. Mặt phiêu với sợ. Em đang cảm nhạc hả bé? Hát cái câu đó em điểm tìm ra cái đó. Thí dụ câu đó hát đúng sao? Cái gì đó không đúng á, anh nói đúng á câu đó. Đã thí dụ coi. Trời ơi, hát sao mặt em đau khổ vậy Miu? Sao vậy? Hát đau bụng rồi. Tại chưa có kết quả hả? Nói đi gái. Miu. Ừ nói đi cứ. Dạ em chọn cái chị số 2 á, chị Bạch Tuộc á. Rồi chọn người khác là đúng chính xác. Đúng rồi đó. Em chọn nào? Cái bài hồi nãy không phải là của Hương Trà mà của chị Hồ Quỳnh Hương. Em nghĩ nãy giờ mới ra là cái bài và em muốn hát lên cho toàn thế giới. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trà. Bây giờ nghe nè, bài của chị số 6 nghe nè, nó nghe nè. Chị quẹo vô quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em chưa nói chứ không phải ok. Đúng rồi, cho đi đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bài đó bài anh. Đúng không phải của Hương Trà nhé. Nhưng mà Miu ơi, Miu đấu tranh hơn 5 phút chỉ để vạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Trà rồi đó. Có đấu tranh gần 5 phút hồ. Em đẩm bẩm nãy giờ luôn anh. Đầu từ lúc đầu là Miu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Tại em không muốn anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quá. Hay quá. Nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quắn. Em không muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu rồi, em. Rồi, hay anh quá. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng nhà với anh mà tự nhiên em nhắc đến đây. Ok, anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok, hiểu. Ok. Cái gì? Cái gì? Đúng okay, okay. Thành ơi, Thành ơi. Thành ơi. Ok, Thành. Ô, quên nữa rồi. An ủi em đi, an ủi em đi. Chàm luôn, chàm như sao mà nói vậy tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiên nó ra. Giận lắm luôn á. Bình tĩnh đi, Miu, bình tĩnh lại. Nói sai không, có em một... Em bình tĩnh chưa, bây giờ bình tĩnh chưa? Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nó muốn lấy sơn nó tạc quán Trường Giang luôn rồi. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa? Em không muốn mấy người nói sai vậy. Rồi, bây giờ Trường Giang. Xin lỗi người ta đi. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài của Hương Tràm mà. Mà số mẹ nó cho em mập lẽ không thích rồi. Nhưng mà em cũng là đó. Thì ra, cái bài này xin lỗi đây. Bài anh của chị Hồ Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài này của Hương Tràm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không biết rồi đó. Đó. Nguyên nhân chính là đây rồi. Nhưng mà bài này của Hương Tràm. Chị Hồ Quỳnh Hương, anh đi giờ anh cá vậy mong. Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh. Biết rồi. Quỳnh Hương anh không biết rồi. Rồi. Bây giờ bị. Tôi nói nha. Tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi đó nghe anh ngồi bắt chân nghe anh nghe vậy là được. Bỏ cái chân xuống. Điều xin lỗi. Cái bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Giang, bây giờ Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Vậy gì mọi người, gì chương trình đi, bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Giang, anh em qua đây. Giang, bình tĩnh lại, Giang bình tĩnh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đó lạnh lùng.
Chị mong sao tôi tên anh tên ra hả? Hãy sẽ nghe bài nghe với em. Em hát bài gì vậy? Anh hôn tay nhau trong mơ. Và anh muốn hát lên cho thỏa nó nhớ. Bưng nó về. Đi về.